Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn cái cách để chúng ta xác định khối lượng của linh hồn. Đó là khi một người sắp chết, đang hấp hối thì chúng ta đặt họ lên một cái bàn cân. Đương nhiên cái cân này nó phải nhạy, nó phải chính xác. Thì lúc họ vừa tắt thở, chúng ta sẽ ghi ngay cái cái kết quả, ghi ngay cái khối lượng. Và họ tắt thở chừng khoảng là 10 giây thì chúng ta sẽ xem coi cái khối lượng của họ nó bị hao hụt bao nhiêu. Và chúng ta tiếp tục theo dõi như vậy cho đến khi cái khối lượng nó không có thay đổi nữa. Thì chúng ta thấy rằng là kể từ cái lúc mà con người ta tắt thở cho đến lúc mà khối lượng nó không có thay đổi nữa thì chúng ta thấy có một cái sự chênh lệch khối lượng. Và nếu chúng ta lặp lại cái thí nghiệm này với nhiều người thì chúng ta sẽ ra được một cái kết quả trung bình đó là hao hụt 21 g tức là khi con người ta tắt thở thì cái khối lượng nó bắt đầu nó giảm và nó sẽ giảm khoảng độ tầm là 21 g thì cái khối lượng nó không có giảm nữa như vậy cái kết luận đặt ra đó là cái khối lượng của cái linh hồn người nó là 21 g và bắt đầu chúng ta cũng làm cái thí nghiệm như vậy đối với chó thì chúng ta sẽ đặt một cái con chó đang hấp hối lên trên bàn cân. Từ khi con chó tắt thở cho đến một hồi lâu sau, cái khối lượng của con chó nó vẫn không có thay đổi. Và chúng ta làm thí nghiệm đối với nhiều con chó như vậy thì chúng ta đều nhận được một cái kết quả đó là khi con chó nó tắt thở thì cái khối lượng của con chó nó không giảm đó chứng tỏ rằng là cái linh hồn của con chó nó không có khối lượng như vậy thì kết luận đó là qua hai loạt thí nghiệm, một loạt thí nghiệm đối với người và một loạt thí nghiệm đối với chó chúng ta kết luận được rằng là linh hồn của con người nặng 21g còn linh hồn của chó thì không có khối lượng đó là đầu thế kỷ 20 một bác sĩ tên là MacDougall bác sĩ MacDougall này đã làm cái thí nghiệm và ông ta kết luận rằng là linh hồn của con người thì nặng 21 gram Còn linh hồn của con chó thì không có khối lượng Thì chúng ta giải thích cái hiện tượng này trên cơ sở khoa học là như thế nào Đó là khi con người trúc hơi thở cuối cùng Tim ngừng đập Thì 3 phút sau các tế bào não sẽ chết Nhưng mà không phải tất cả các tế bào nó đều chết Ví dụ như là cái tế bào da thì nó có thể tiếp tục sống sót nhiều ngày các bạn da có thể tiếp tục sống sót nhiều ngày đó là lý do tại sao có những vị trọc đầu chết rồi mà không có đem chôn để vài ngày sau người ta mới thấy cái tóc của cái vị trọc đầu đó nó mọc ra bởi vì các cái tế bào da lông sừng móng chẳng hạn thì nó vẫn tiếp tục nó sống nhiều ngày cho nên là cái người chết rồi mà nếu mà không chịu đem chôn thì chúng ta có thể quan sát thấy là móng tay của họ dài ra rồi tóc nó sẽ mọc dài ra nhưng đương nhiên tóc mọc dài ra là đối với trường hợp cái vị đó là trọc đầu thì chúng ta mới quan sát được là tóc không mọc dài ra ví dụ cái lúc cái vị đó vừa mới chết cạo đầu láng bóng để vài ngày sau tóc nó lại dài ra Là tại vì cái tế bào da Cái tế bào lông Cái tế bào sừng móng Nó vẫn có thể sống được vài ngày nữa Các tế bào não thì sẽ chết 3 phút sau đó Do các cái tế bào não nó bị thiếu oxy Các mô như là rác mạc Da, tủy xương Và thậm chí là van tim Vẫn có thể hoạt động 15 giờ Sau khi người ta trút hơi thở cuối cùng chúng ta quay trở lại cái vấn đề đường ruột thì cái ruột của chúng ta được xem là cái bộ não thứ hai bởi vì một cái người mà bị chết não rồi đó các bạn bị chết não nhưng mà tại sao họ cái cơ thể của họ vẫn còn sống nếu như người ta tiếp tục bơm thức ăn vào trong cái đường ruột của họ tức là một người bị chết não nhưng mà bác sĩ vẫn bơm thức ăn vào trong đường ruột của họ thì đường ruột của họ vẫn hoạt động vẫn tiêu hóa thức ăn vẫn cung cấp năng lượng cho cơ thể và cái cơ thể đó vẫn sống mặc dù là sống thực vật nhưng mà vẫn sống còn cái não thì đã chết rồi như vậy có thể xem là cái ruột là bộ não thứ hai bởi vì cái ruột nó hoạt động độc lập với lại cái bộ não não đã chết nhưng ruột vẫn hoạt động điều đó có nghĩa rằng là khi mà con người ta trút cái hơi thở cuối cùng đó các bạn thì cái đường ruột nó vẫn tiếp tục chuyển hóa cái đồ ăn ở trong cơ thể. Và nó chuyển hóa như vậy thì đương nhiên nó sẽ sinh ra năng lượng. Nó sinh ra năng lượng, nó sinh ra nhiệt lượng các bạn. Sinh ra nhiệt lượng thì nếu như mà con người còn sống thì cái nhiệt độ cơ thể tăng lên đó các bạn sẽ được làm mát bởi phổi. Tức là một con người còn sống sẽ hít thở. Thì cái quá trình hít thở đó trao đổi không khí đó các bạn Thì sẽ làm cho máu không có bị nóng lên Thì khi cái đường ruột nó chuyển hóa cái chất dinh dưỡng Thì nó sẽ sinh ra năng lượng Sinh ra nhiệt Được làm mát bởi phổi nếu như người đó còn sống Mà trong khi cái người này là trúc hơi thở cuối cùng rồi Hơi thở đã dứt rồi các bạn Hơi thở đã dứt rồi Tức là cái bộ phận làm mát của cơ thể nó không còn nữa mà cái đường ruột thì vẫn tiếp tục hoạt động. Đường ruột tiếp tục hoạt động cơ thể nóng lên mà không được làm mát. Thân nhiệt sẽ tăng lên vài độ ngay sau khi người đó vừa dứt hơi thở cuối cùng. Thân nhiệt sẽ tăng lên vài độ ngay sau khi cái người đó dứt hơi thở cuối cùng các bạn. Vậy thì theo cái nguyên lý cơ bản đó là khi nhiệt độ cơ thể tăng lên thì nước ở trong da nó sẽ bốc hơi. Chúng ta lưu ý là cái sự bốc hơi nước đó các bạn nó phụ thuộc vào ba cái yếu tố những bạn nào ngày xưa có đi học trò lớp 7 các bạn học trò lớp 7 thì chúng ta đều biết rằng là cái sự bốc hơi nước nó phụ thuộc vào ba cái yếu tố cái yếu tố thứ nhất đó là diện tích mặt thoáng cái yếu tố thứ hai đó là nhiệt độ tăng lên thì cái sự bốc hơi nước nó sẽ nhiều lên xin nhắc lại là diện tích mặt thoáng càng lớn sự bốc hơi nước càng nhanh Ví dụ như các bạn bỏ nước ở trong một cái thau Thì nó sẽ bốc hơi nhanh hơn là bạn bỏ nước trong một cái chai Trong một cái chai có miệng nhỏ Hoặc là các bạn phơi một cái mền Nếu như các bạn trải cái mền ra để tăng cái diện tích mặt thoáng Thì sẽ bốc hơi nước Cái sự khô mền nó sẽ nhanh Còn các bạn dồn mền một cục lại Thì nhiều khi mấy ngày cái mền nó không khô được Thậm chí nó còn thúi lên nữa như vậy sự bốc hơi nước nó phụ thuộc vào cái diện tích mặt thoáng diện tích mặt thoáng càng lớn bốc hơi nước càng nhanh cái sự bốc hơi nước nó còn phụ thuộc vào cái nhiệt độ nhiệt độ càng cao bốc hơi nước càng nhanh và cái sự bốc hơi nước này nó còn phụ thuộc vào cái yếu tố thứ ba nữa đó là gió gió càng mạnh bốc hơi nước càng nhanh bạn treo một cái áo ướt trước một cái quạt thì cái áo ướt của bạn nó sẽ khô nhanh hơn là bạn treo cái áo mà không có cái quạt như vậy chúng ta đã giải thích được là tại sao là khi mà con người ta trút hơi thở cuối cùng thì một thời gian ngắn sau thì cái khối lượng của cơ thể nó bị giảm xuống. Thế thì một câu hỏi đặt ra đó là tại sao con chó khi mà nó cũng trút hơi thở cuối cùng thì khối lượng của con chó nó không giảm? Là bởi vì cái tuyến mồ hôi của con chó nó không có nằm ở da của con chó các bạn Con chó nó không có đổ mồ hôi Cái tuyến mồ hôi của con chó Nó nằm ở ngay chỗ gần cái hậu môn Tôi nhắc lại là Tiếng mồ hôi của con chó Nằm gần cái hậu môn Nhiều khi các bạn tắm con chó nhà bạn xong rồi Bạn thấy con chó nhà bạn Nó vẫn hôi cái mùi chó Thế thì làm cách nào để con chó của bạn Nó không còn hôi cái mùi chó Đó là bạn phải nặng cái tiếng mồ hôi bóp cái tiếng mồ hôi của con chó gần ngay cái hậu môn bóp cho nó xịt ra nhớ bóp cũng phải đúng cái kỹ thuật chứ không thôi nó xịt vô mặt bạn thì khi mà bạn vệ sinh cái tiếng mồ hôi của con chó thì cái mùi chó của con chó nhà bạn nó sẽ giảm đi rất là nhiều rất nhiều người nói rằng ủa, tại sao tôi tắm con chó nhà tôi rất kỹ mà nó vẫn hôi cái mùi chó thì bạn phải bóp cái tiếng mồ hôi nằm gần cái hậu môn của nó ra thì con chó khi mà nó chạy nó mệt cái thân nhiệt của nó tăng lên thì cái con chó nó thoát nhiệt ra bằng cách nào nó thoát nhiệt ra bằng cách là nó thè cái lưỡi ra để cho nó thoát cái nhiệt ra ngoài qua cái lưỡi của nó chứ con chó nó không thoát nhiệt qua da vì cái tuyến mồ hôi của con chó nó nằm gần cái hậu môn cho nên con chó nó không có thoát nhiệt qua da mà nó thoát nhiệt qua cái lưỡi của nó thì khi con chó nó trút hơi thở cuối cùng Nếu mà nó ngậm cái miệng nó lại Thì mặc dù thân nhiệt của con chó nó tăng lên đó là Cái ruột của nó vẫn chuyển hóa Mặc dù nó tắt hơi thở 3 phút sau cái não của nó chết Thân nhiệt của nó tăng lên do cái sự chuyển hóa trong ruột Nhưng mà không có bốc hơi ra ngoài bởi vì con chó có thể là nó đã ngậm cái miệng nó lại rồi Còn nếu như mà nó thè cái lưỡi đó ra Thì cái sự bốc hơi cũng không có đáng kể Là bởi vì sao? Bởi vì cái con người á Cái sự bốc hơi là toàn bộ Cái da của cơ thể Còn con chó Cái sự bốc hơi của nó chỉ có ở cái lưỡi mà thôi Thế thì chúng ta thấy rằng á là cái sự bốc hơi hồi nãy mình nói á nó phụ thuộc vào ba cái yếu tố yếu tố thứ nhất là diện tích mặt thoáng diện tích mặt thoáng của da người nó rất là rộng và nó có thể bốc hơi ở mọi chỗ trên da còn trong khi con chó nếu như mà nó có thè cái lưỡi nó ra thì cái sự bốc hơi nó cũng không có đáng kể bởi vì cái diện tích mặt thoáng nó quá nhỏ hoặc là con chó đó nó ngậm cái miệng nó lợi luôn thì cái sự thoát hơi nó cũng không có xảy ra luôn Do đó là khi mà con chó nó trút hơi thở cuối cùng Người ta quan sát thấy là khối lượng của nó không có thay đổi Thì cái ông bác sĩ mắc đau gôn này nè các bạn Ông nói rằng là Cái con chó nó không mắc khối lượng Cho nên là cái linh hồn của nó là không có khối lượng Còn con người mắc khối lượng Cho nên là linh hồn của con người là 21 gram Chứng tỏ rằng cái ông bác sĩ mắc đau gôn này á Là ông nói tào lao Vậy thì qua đây Chúng ta cũng hiểu rằng không phải bác sĩ nào cũng đúng, cũng có những bác sĩ rất là tào lao, tại vì cái ông này ổng học cái ngành bác sĩ, ổng tốt nghiệp cái ngành bác sĩ, cho nên người ta kêu ổng là bác sĩ thôi. Điều đó không có nghĩa rằng là cứ hãy bác sĩ là đúng. Đương nhiên mình không có quy chụp rằng là tất cả các bác sĩ đều tào lao, mà mình chỉ muốn nói rằng là không phải bác sĩ nào cũng đúng, có bác sĩ đúng cũng có bác sĩ tào lao chứ bạn đừng có nghĩ rằng là ờ ông đó là bác sĩ thì dứt khoát là ông phải đúng nếu bạn hiểu rằng là bác sĩ luôn luôn đúng thì lúc này không phải bác sĩ tào lao nữa mà bạn mới là tào lao chúng ta cũng cần nhận định thêm rằng đó là trong cái đường ruột của chúng ta nó có lợi khuẩn và hại khuẩn đặc biệt là ở đại tràng đại tràng thì có đại tràng lên đại tràng ngang đại tràng xuống đại tràng xích ma rồi mới tới trực tràng và hậu môn thế thì hại khuẩn nó có rất là nhiều ở cái đại tràng xuống và đại tràng xích ma cho nên để tống cái hại khuẩn ở trong cái đại tràng ra thì bạn phải áp dụng thải độc cà phê chấm cơm bạn nào cần cái bộ dụng cụ thải độc cà phê chấm cơm thì các bạn liên hệ với mình gồm có là dụng cụ thải độc cà phê bằng inox rồi dụng cụ thải độc cà phê bằng thủy tinh rồi dụng cụ thải độc cà phê bằng túi silicon rồi dụng cụ thải độc cà phê bằng cái máy nó có cái máy các bạn cái máy này rất là tiện lợi đặc biệt là những anh chị nào hay đi công tác hay đi du lịch rồi các bạn cũng lưu ý luôn là các bạn phải dùng cà phê mỹ hoặc là các bạn dùng cà phê canada chứ bạn tuyệt đối không dùng cái cà phê mà họ rang không có đúng cái tiêu chuẩn gơ xanh Hiện tại có một số người Họ cũng lấy cà phê Họ cũng nói rằng cà phê đó là cà phê hữu cơ Nhưng mà chúng ta lưu ý rằng cho dù cà phê đó là cà phê hữu cơ Nhưng nếu bạn rang không đúng tiêu chuẩn gơ xanh Thì cà phê đó nó cũng trở thành chất độc Nếu bạn thải độc cà phê chấm cơm Mà dùng sai cà phê thì chẳng những không có lợi gì Mà nó còn tăng cái nguy cơ ung thư Là bởi vì trong cái cà phê đó đó các bạn Người ta bỏ là caramel Bỏ hóa chất, bỏ bơ, bỏ bột bắp Để mà người ta rang nó thơm lừng lên Các bạn mở cái gói cà phê dởm đó ra Cái mùi thơm của nó bốc lên tận tới lầu ba luôn các bạn Thì đó là cái loại cà phê tầm bậy Họ đã rang lên và nó rất là thơm ngoài ra trong quá trình rang người ta bỏ một chút xíu nước mắm để cho nó rất là thơm ngào ngạt các bạn trong khi cái cà phê đúng tiêu chuẩn gơ xanh thì cái cà phê đó bạn phải sấy chứ không được rang bởi vì khi mà bạn rang lên rồi tinh dầu trong cà phê nó chảy ra và nó gặp nhiệt độ cao như vậy nó biến đổi nhanh chóng thành cái chất gây ung thư như vậy thì lúc đó tưởng rằng thải độc cà phê là khỏi bệnh là hết bệnh ung thư nhưng nào ngờ Bị ung thư thêm nữa Là tại vì dùng cái cà phê Không đúng tiêu chuẩn gơ xanh Cho nên bạn nhớ là phải dùng cà phê Mỹ Hoặc là cà phê Canada Không dùng cà phê dởm nha các bạn Chúng ta thải độc cà phê Để tống cái hại khuẩn Ở trong cái đại tràng xuống Cái đại tràng xích ma Tống nó ra ngoài càng nhanh càng tốt Chúng ta nhớ lại cái kỹ thuật ốp sát ngày xưa Đó là trong cái đường ruột đó các bạn khi mà dứt hơi thở rồi thì cái đường ruột nó vẫn tiếp tục nó chuyển hóa đồ ăn để tạo ra năng lượng nhưng mà dần già thì khi mà hơi thở không có còn nữa cái phổi đã ngưng hoạt động tim cũng ngừng đập sau đó thì oxy không được đưa đến các cái tế bào thì lúc đó cái sự chuyển hóa nó trở thành chuyển hóa kỵ khí chúng ta lưu ý là sau một khoảng thời gian thì cái sự chuyển hóa trong cái đường ruột nó sẽ trở thành chuyển hóa kỵ khí vì nó không còn oxy nữa thì cái sự chuyển hóa kỵ khí đó nó làm cho cái cơ thể bắt đầu là thối rửa rất là nhanh thối rửa ở trong cái đường ruột đó các bạn và toàn bộ lợi khuẩn ở trong đường ruột đã hoàn toàn biến thành hại khuẩn chúng ta lưu ý trong đường ruột nó có lợi khuẩn và hại khuẩn thì khi mà ngừng cung cấp không khí đến các cái tế bào Ngừng cung cấp oxy đến các tế bào đó các bạn Thì cái sự chuyển hóa nó sẽ trở thành chuyển hóa kỵ khí Và thối rửa rất là nhanh Cho nên là cái kỹ thuật ốp sát Thì người ta phải móc cái bộ đồ lòng đem dục Trước khi người ta ốp sát Hàng trước khi ốp sát các bạn Là phải móc cái bộ đồ lòng đem dục Ở một cái đất nước nọ Có một cái con khỉ già bị ốp sát trong di chúc của con khỉ già đó Thì nó muốn là được đem thiêu Thế nhưng mà lâu la của nó Đồng đảng của nó đã không có đem thiêu nó Mà đem cái xác của nó phô ra cho bàn dân thiên hạ coi Thì đầu tiên là cái đám lâu la của con khỉ già đó Sẽ móc cái bộ đầu lòng của cái con khỉ già đó đem dục đi Bởi vì sao? Bởi vì là cái lợi khuẩn ở trong cái đường ruột của con khỉ già đó Đã biến thành hại khuẩn liền và nó sẽ thối rửa rất là nhanh Cho nên là cái đám lâu la này nó móc ngay cái bộ đầu lòng Nó đem nó quăng đi Thì cái đám lâu la đồng đảng của con khỉ chúa đó các bạn Nó mới ngay lập tức là nó móc cái bộ đầu lòng Của con khỉ chúa đó nó quăng đi Rồi sau đó nó mới thực hiện cái động tác đó là ốp sát cái con khỉ chúa đó Cho nên nhân dân người ta mới tụng kinh rằng Dứt hơi sát khỉ phải sình Không chôn để đó Thối ịnh con câu khỉ con một đám rồi bu phô sát khỉ chúa để hù nhận dân học tập tư tưởng tiền nhân tham ô cướp đất bắt dân nuôi hầu tự do hạnh phúc ở đâu dần lên tiếng nói còng đầu thủ tiêu muốn cho hết khổ phải liều làm theo di chúc đem thiếu khỉ già thiên đường tìm kiếm đâu xa độc tài giải thể dân ca khải hoàng Dứt hơi sát khỉ phải sình không chôn để đó thối ảnh con cù khỉ con một đám rùi bù phô sát khỉ chúa để hầu nhân dân học tập tư tưởng tiền nhân tham ô cướp đất bắt dân nuôi hầu Tự do hạnh phúc ở đâu Dẫn lên tiếng nói còng đầu thủ tiêu Muốn cho hết khổ phải liều Làm theo di chúc đem thiêu khỉ già Thiên đường tìm kiếm đâu xa Độc tài giải thể dân ca khải hoàng Như vậy thì qua sự phân tích vừa rồi, linh hồn có hay không không thuộc phạm vi của bài này. Nhưng nếu linh hồn có thật các bạn, nếu linh hồn có thật thì linh hồn sẽ không có khối lượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.